Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Thìn tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi thì âm lịch thấy rằng bản mệnh đón tháng mới với nhiều điều may mắn. Tháng này cơ hội đến tới tấp, bản mệnh cần tập trung và luôn ở vào tư thế sẵn sàng để nắm bắt không để thời cơ trôi qua lãng phí. Trên phương diện sự nghiệp nhờ có tam hợp phù trợ, bạn bắt tay vào công việc nào cũng gặp được nhiều điều thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao lành mạnh khiến bạn nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người lại thêm nguyện lệnh lâm dưỡng bản mệnh chỉ cần chăm chỉ chịu khó kiên định với mục tiêu của mình thì ắt gặt hái thành công phương diện tài lộc có những bước tiến triển đáng mừng trong khoảng thời gian này bạn gặp gỡ và giữ quan hệ được với những đối tác triển vọng hãy nhanh chóng ký kết hợp đồng với đối phương đôi bên có thể cùng hợp tác với nhau và kiếm về một khoản bộn tiền tất nhiên quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn vất vả nhưng đừng để những điều ấy cản bước chân bạn đáng tiếc là phương diện tình cảm lại không được tốt đẹp như mong muốn. Dưới tác động của ngũ hành tương khắc bạn và người ấy dễ gặp phải chuyện mâu thuẫn với nhau. Đôi bên đều phải học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng tự cho mình là nhất và muốn chi phối nửa kia ở mọi việc. Muốn quan hệ ổn định, hai người phải biết tôn trọng nhau. Tử vi tuổi thìn tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp người tuổi thì nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chờ đón tháng 11 với nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm bạn cần cố gắng, tập trung hết sức để khẳng định giá trị bản thân mình, vươn tới một vị trí cao hơn nữa trong tập thể. Dưới sự nâng đỡ của nhị hợp bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn khó khăn xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không phải là điều gì quá đáng lo ngại nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh thậm chí bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối biến nguy thành cơ gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi nguyệt lệnh lâm dưỡng còn thúc đẩy tinh thần khiến bạn trở nên chăm chỉ quyết tâm hơn một khi đã xác định được mục tiêu của mình là bạn sẽ cố gắng đến cùng không bỏ giờ công việc giữa chừng nhiều người còn nhờ bản tính cần cù, cẩn thận mà tránh được nhiều lỗi sai không đáng có, giúp tập thể hạn chế được những rắc rối không cần thiết. Thời điểm sự nghiệp của bạn đang có những bước tiến ổn định như thế này, bạn nên tin tưởng hơn nữa vào chính bản thân mình. Sau khi đã gặt hái được thành công, hãy tiếp tục đặt ra những đích đến tham vọng hơn nữa, bạn sẽ sớm ngày vươn tới đỉnh cao. Tử vi tuổi thìn tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi thìn âm lịch nhiều cơ hội làm ăn mở ra với người tuổi thìn trong khoảng thời gian này, dù không phải cơ hội nào cũng giúp bạn thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng. Điều bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này là hãy luôn chăm chỉ quyết tâm, đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý. Do có tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác khách hàng triển vọng. Họ có thể giúp cho bạn buôn may bán đắt thu được lợi nhuận khả quan một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những khách hàng mới hoặc những mối làm ăn mới giúp bạn nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh chuyện đầu tư diễn ra vào khoảng thời gian này cũng khá thuận lợi tuy nhiên lợi nhuận chưa đổ về túi của bạn nhanh chóng bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận có một số khoản bạn cần phải chờ đợi một thời gian mới có thể thu được trái ngọt Người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được lời khen ngợi của cấp trên với một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, vì thế bạn đừng ngại khó khăn, vất vả. Tử vi tuổi thìn tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Trái ngược với những thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc thì con đường tình duyên của người tuổi thì lại khá ảm đạm cả người độc thân lẫn người đã lập gia đình đều có thể đối diện với những điều đáng buồn trong khoảng thời gian này đối với người đã lập gia đình bạn và người ấy dễ mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm đối lập vì không ai chịu nghe ai nên mâu thuẫn lại càng trở nên sâu sắc hơn thậm chí ai cũng mong muốn người kia phải nghe theo quan điểm nghe theo sự chỉ huy của mình có lẽ đây là lúc bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn nếu vợ chồng không ai chịu nghe ai thì đôi bên đều dễ tìm người tâm sự ở bên ngoài đây chính là cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn với những bạn còn độc thân bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp nên không còn thời gian mà quan tâm đến mọi người xung quanh mình thậm chí bạn còn cho rằng sự quan tâm của người khác giới là phiền phức chỉ khiến mình thêm tốn thời gian Chính vì thái độ tiêu cực như vậy nên vận trình tình cảm của bạn chủ yếu dậm chân tại chỗ, thậm chí có một số người bỏ lỡ đối tượng thực sự chân thành với mình. Tử vi tuổi thìn tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Người tuổi thìn cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng này. hung tinh bạch hổ xuất hiện cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn coi thường hoặc thờ ơ là sẽ phải lãnh hậu quả đáng tiếc vì thế khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay khi tiếp xúc với những đồ vật nguy hiểm bạn cần hết sức cẩn thận đặc biệt không nên lái xe hoặc làm việc khi cơ thể mệt mỏi bạn có thể tự mình gây ra tai nạn đẩy bản thân vướng vào họa huyết quang dù có làm việc trong lĩnh vực gì dù có vất vả đến đâu bạn cũng chớ nên làm việc quá sức hãy chú ý giữ lối sống điều độ ăn uống khoa học dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao để sức khỏe luôn ở trạng thái lý tưởng nhất chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cẩm nang vượng vận tháng 11 năm 2021 âm lịch cho từng tuổi thìn. Tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Quý nhân, tí, dần. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm khẩu quyết thích hợp ký kết hợp đồng gặp được đối tác đáng tin cậy quý nhân dần mùi tiểu nhân hợi mão màu sắc may mắn tím đen tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tiền bạc dư giả công lao được trả công xứng đáng quý nhân dậu hợi tiểu nhân tý mùi màu sắc may mắn vàng hồng tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết, vợ chồng mâu thuẫn, thường tự đề cao ý kiến cá nhân. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, mùi, thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn thận vướng vào họa huyết quang. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi thìn trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.